xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là đòi hỏi khách quan, bảo đảm cho quân đội đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Sức mạnh của quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến. Trong đó, con người là nhân tố quyết định. Vì thế, việc xây dựng nhân tố con người, trực tiếp là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần được chú trọng và xem như một yếu tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Quán triệt sâu sắc quan điểm, người trước, súng sau, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn xây dựng quân đội tinh gọn mạnh với đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo. Đây là một trong những khâu then chốt, đột phá, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho quân đội tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thực hiện cái nghị quyết 05 của Bộ Chính trị để xây dựng lực lượng quân đội tinh gọn mạnh, thì đối với lực lượng không quân chúng tôi, thì chúng tôi phải làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị. Đấy. Thứ nhất là vấn đề con người, là phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ thao tác chiến đấu, làm chủ được vũ khí mình trang bị. Thứ hai, bảo đảm tốt vũ khí khí tài trang bị cho huấn luyện, cho chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Thưa quý khán giả và các đồng chí, diễn tập là hình thức huấn luyện chiến đấu cao nhất và sát với thực tế. Đối với bộ đội không quân thì diễn tập đóng vai trò quan trọng như thế nào? Việc rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá tình hình cũng như quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy ra sao để nâng cao trình độ của bộ đội trong sử dụng vũ khí trang bị, phát huy cao nhất hỏa lực của không quân trong tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Tôi có mặt tại hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân và bắn ném bom đạn thật cho lực lượng không quân năm 2023 để hiểu sâu hơn về một quân binh chủng đang trong lộ trình tiến thẳng lên hiện đại. Vâng, thưa đồng chí, trong tình hình hiện nay thì đối tượng tác chiến của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam có nhiều thay đổi. Vậy thì hội thao này có ý nghĩa như thế nào trong việc huấn luyện bộ đội thích ứng và chủ động trước những thay đổi đó? Truyền thống của lực lượng phòng không quân là trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Thì cái đợt hội thao dẫn đường bắn ném đợt này thì thực ra là nó hai nội dung nhưng thành ba mục, là hội thao dẫn đường và bắn ném. Thì trong hội thao dẫn đường thì nó có phần thi lý thuyết và phần thi thực hành bay, và nội dung thứ hai là bắn ném cho lực lượng phi công. Thì công tác chuẩn bị của chúng tôi thì thực hiện theo cái nội dung kế hoạch công tác quân sự năm của tư lệnh quân chủng đã phê duyệt cho các đơn vị không quân trong năm. Thì các đơn vị đã tích cực luyện tập từ đầu năm. Hội thao dẫn đường bắn ném năm 2023 của quân chủng và không quân thì so với các năm trước thì nó có khác gì khác hơn, vì chúng tôi tính toán trong cái tác chiến hiện đại tương lai thì cái tính cơ động nhanh và cơ động đến các vị trí mới và nhanh chóng sẵn sàng tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Thì hội thao dẫn đường và bắn ném năm nay thì chúng tôi kết hợp hai nội dung này với nhau, và với lực lượng cơ động, máy bay, phương tiện, con người ở các sư đoàn không quân, lực lượng của không quân toàn quân, cả lực lượng của hải quân, về số lượng máy bay cũng lớn và con người thì tập trung tại sân bay. Trong vòng 2 ngày chúng tôi cơ động toàn bộ và hợp luyện, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng phi công, tổ bay, dẫn đường và kíp chỉ huy bay. Hội thao dẫn đường để đạt kết quả cao nhất. Đối với cái nhiệm vụ tác chiến hiện nay thì cũng rất là gắn liền với cái hội thao dẫn đường bắn ném lần này. Vì tại sao chúng tôi lại có cái hội thao mà kết hợp với hai cái môn là dẫn đường và bắn ném? Thì như chúng ta đã biết là trong nhiều năm vừa qua thì trên thế giới cũng xảy ra rất nhiều các cuộc xung đột, thì cái yếu tố bất ngờ, bí mật và nhanh gọn, đấy là cái yếu tố một phần là giải quyết được các
cái kết quả trên chiến trường. Thì chúng tôi muốn cơ động lực lượng nhanh ở các đơn vị không quân đến tại sân bay Thọ Xuân, cả trên không và mặt đất, nhanh chóng ổn định nơi ăn chỗ ở và thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng gọn gàng. Đấy là một cái bước tập duyệt đầu tiên cho lực lượng phòng không quân của tôi. Nó thể hiện cái tính cơ động nhanh, gọn và khẩn trương, thích ứng với mọi điều kiện khí tượng thời tiết và công tác chuẩn bị nhanh chóng của các lực lượng mặt đất để đảm bảo cho tác chiến của lực lượng không quân trong các trường hợp chúng tôi đều nhanh chóng và đạt được kết quả cao nhất. Đấy là một bước rèn luyện rất quan trọng cho lực lượng phòng không quân. Nét đặc sắc trong truyền thống của dân tộc về xây dựng quân đội đó là coi trọng yếu tố về chất lượng, quân quý ở tinh nhuệ. Vậy thì sự tinh nhuệ của lực lượng phi công tiêm kích, phi công kiêm dẫn đường và sĩ quan dẫn đường của quân chủng phòng không không quân chúng ta ngày nay như thế nào ạ? Thế thì hiện tại chúng ta biết là lực lượng phòng không quân chúng ta cũng đã trang bị các máy bay và trang thiết bị của phòng không và không quân cũng tương đối hiện đại. Muốn phát triển vũ khí mới thì đầu tiên chúng tôi phải xây dựng con người. Chiến thắng trên không thì không những công sức của một phi công mà gồm tất cả các lực lượng đảm bảo cho cả mặt đất để có chiến thắng trên không. Thế thì trong tác chiến hiện đại thì chúng tôi đã rèn luyện cái năng lực ý chí ý thức của cán bộ, của nhân viên kỹ thuật. Với hoàn thành một chuyến bay thì không những cán bộ dẫn đường, phi công, ngay cả đồng chí chiến sĩ khác ngoài sân bay cũng đấy là một cái người để góp phần cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong các loại hình tác chiến của chúng tôi. Thế thì với lực lượng không quân của phòng không quân của quân chủng không quân thì được Đảng, Nhà nước, của Trung ương Bộ Quốc phòng chúng tôi được tiến thẳng trên lên hiện đại. Thì cũng như đồng chí Bộ trưởng Phan Văn Giang nói là muốn xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh gọn mạnh thì chúng ta phải xây dựng con người trước, người trước súng sau, chúng ta mới thực hiện được tất cả các nhiệm vụ được trên giao. Thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng chúng tôi cũng đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ các sư đoàn. Về các phương án tác chiến của lực lượng phòng không quân thì chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và cũng đã cho các đồng chí phi công cũng như là các cái kíp sẵn sàng chiến đấu của pháo, tên lửa, radar thì đã luyện tập trong tất cả các tình huống. Thế thì quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã trang bị cho chúng tôi thêm một số loại trang thiết bị mới nữa. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đề xuất với Bộ Quốc phòng và cho cử các đồng chí cán bộ, nhân viên đi học tập, nghiên cứu để đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng các cái vũ khí này. Tôi tin chắc rằng với tinh thần trách nhiệm cao và học hỏi, lực lượng phòng không quân chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được đặt ra trong tình hình mới, đáp ứng được mọi nhiệm vụ đề ra, bảo vệ, sẵn sàng bảo vệ Đảng, Nhà nước, quân đội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là phải tìm ra các phương pháp, biện pháp phòng chống tác chiến điện tử để đưa vào huấn luyện cho bộ đội. Vậy thời gian qua, quân chủng phòng không không quân đã triển khai nội dung này như thế nào ạ? Thì để hoàn thành cái nhiệm vụ này thì cũng không phải là dễ, cũng phải đơn giản. Vì nó có nhiều yếu tố tác động đến. Chúng ta không phải có một cái trang thiết bị để khống chế hoặc là chế áp nó mà là hoàn thành, mà phải biết được nhiều kỹ càng về các cái trang thiết bị của UAV hoặc phương tiện bay không người lái, hiểu được nó thì ta mới chế áp nó. Mà cái đó thì bây giờ thì nó đang là công nghệ đang 4.0 đang phát triển rất là mạnh. Thì mỗi một ngày, mỗi một tháng nó có sự phát triển riêng. Đối với lực lượng phòng không quân thì chúng tôi cũng đã hiểu được từ sớm và cũng được Thường vụ Đảng ủy Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo cho quân chủng phòng không quân. Thì chúng tôi cũng đã có các cái lực lượng để chế áp rồi xử lý các tình huống khi mà có UAV xâm nhập vào các khu vực đóng quân hay là các sân bay kho tàng của quân chủng phòng không quân. Thì ngay trong trường sĩ quan không quân chúng tôi hiện tại bên đang có một cái khoa, đang xây dựng thêm một cái khoa về phương tiện bay không người lái, tác chiến phòng chống UAV, và Học viện Phòng quân cũng giới thiệu thêm một số bộ môn. Thì ngay từ đầu tiên thì cũng đã giới thiệu cho các đồng chí cán bộ sĩ quan trường hiểu biết thêm về cái này, và có sau này khi về đơn vị thì cũng đã nắm được rồi. Còn với hệ thống trang bị máy bay của chúng tôi thì cũng có một vài cái hệ thống cũng tương thích được một số, đạt được một số yêu cầu nhiệm vụ. Phi công chúng tôi cơ bản nắm chắc được các cái với nhiệm vụ như vậy thì tôi tin chắc rằng là trong tương lai chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cho đề ra.
hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân và bắn ném bom đạn thật cho lực lượng không quân năm 2023 đã đánh giá đúng thực trạng về khả năng bay ứng dụng chiến đấu, dẫn đường đánh chặn mục tiêu trên không của các đơn vị không quân toàn quân, kiểm tra trình độ sử dụng vũ khí thật của phi công tổ bay, lực lượng không quân trong quân chủng phòng không không quân và kiểm tra kỹ năng tính toán, bản lĩnh công tác của chỉ huy bay, phi công kiêm dẫn đường và sĩ quan dẫn đường. Hội thao là một đợt thử nghiệm để nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nếu như chiến thắng lịch sử, Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, nghệ thuật dẫn đường của cha ông đã khiến những phi công Mỹ thời đó phải cúi đầu. Thì trong giai đoạn mới ngày nay, lực lượng dẫn đường đã kế thừa và phát triển truyền thống quân sự của dân tộc lên một trình độ mới, bảo đảm, chủ động, thích ứng với những điều kiện tác chiến trong khi địch sử dụng nhiễu điện tử hoặc công nghệ tàng hình. Và đây là thế hệ sĩ quan dẫn đường của Không quân Nhân dân Việt Nam ngày nay. Họ đã được học tập, nghiên cứu và rèn luyện rất bài bản, vượt qua những tiêu chí khắt khe để thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bên cạnh đó, hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân năm nay chính là dịp để những cán bộ dẫn đường phát huy mạnh mẽ hơn nữa trình độ của mình trong các tình huống cụ thể. Một sĩ quan dẫn đường hoàn thiện thì phải đạt được 4 vị trí. Thứ nhất là độc lập tại đài chỉ huy bay. Thứ hai là làm việc độc lập tại đài radar hạ cánh. Thứ ba, làm việc độc lập tại trạm radar dẫn đường không quân hoặc trạm radar dẫn đường của các đơn vị phòng không. Về nội dung thứ tư là vị trí rất là quyết định là làm đảm nhiệm trực chính, kíp trưởng tại sở chỉ huy các đơn vị không quân, dẫn đường các đơn vị không quân. Thế thì về cái nội dung này thì sau khi đã đạt được 4 cái vị trí đó thì các đồng chí có thể đảm nhiệm được các vị trí như đi dẫn đường các tổ cơ động, tổ chỉ thị mục tiêu. Thế còn về công tác dẫn đường thường xuyên của đơn vị thì các đồng chí là được chuẩn bị bay, được nghiên cứu các phương án chiến đấu cùng với lại đội ngũ phi công, công kiêm dẫn đường, tính toán các đường bay, tính toán các phương án chiến đấu, thực hành bay huấn luyện, quản lý các chuyến bay trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị. Thế còn đối với lại phi công, các đồng chí phi công kiêm dẫn đường thì ngoài kiến thức của các đồng chí về là người bay thì các đồng chí được trang bị kiến thức về dẫn đường rất là đầy đủ. Một người phi công mà có trình độ, có khả năng thì phải có kỹ thuật lái tốt và dẫn đường tốt để các đồng chí đảm nhiệm khi các đồng chí bay lên rất là tự tin. Tất cả các sĩ quan dẫn đường cũng như phi công tham gia hội thao dẫn đường 2023 của đơn vị đều chuẩn bị tốt các phương án bay, phương án dẫn dắt, các phương án xử lý bất chắc, xử lý tình huống trên sân bay lạ. Mỗi cá nhân tham gia hội thao công tác dẫn đường năm 2023 đều xác định đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với lực lượng không quân toàn quân nói chung và lực lượng dẫn đường không quân nói riêng. Đó là những yếu tố cần và đủ để trình độ dẫn đường cơ bản với những tình huống chiến đấu đã được nghiên cứu, tính toán chủ động trước. Tuy nhiên, một trong những giả thuyết được đặt ra là khi đối tượng tác chiến sử dụng công nghệ tàng hình hoặc nhiễu điện tử cắt đứt mọi liên lạc từ mặt đất, thì người phi công phải làm gì để chiến đấu và chiến thắng, đồng thời đưa máy bay trở về an toàn? Đây là câu hỏi cần có một phương án hoàn chỉnh để giải quyết vấn đề. Trong năm nay, hội thao đường chúng tôi có những cái chuyến là yêu cầu ngành dẫn đường, tức là từ mặt đất là không được dẫn phi công, mà phi công phải tự bay, tự đánh, tự quan sát mục tiêu để tiếp cận công kích mục tiêu, thoát ly về hạ cánh an toàn. Như vậy là đã là một cái đáp ứng yêu cầu rất lớn trong cái tác chiến hiện đại ngày nay khi địch sử dụng tác chiến điện tử công nghệ cao. Giải quyết được những cái bài toán trong tác chiến điện tử thì nó tổng hợp rất nhiều yếu tố, nhưng cái vai trò của tổ chức chỉ huy, của dẫn đường mặt đất và phi công ở trên không nó rất quan trọng. Thì ở đây là vấn đề xử lý khi mà bị tác chiến điện tử của đối phương gây nhiễu, gây ảnh hưởng thì phi công dẫn đường và tổ chức bay giải quyết như thế nào. Thì vấn đề này đặt ra cho chúng tôi và chúng tôi đã thực hiện bằng cách sử dụng cái phương pháp dẫn đường truyền thống, nghiên cứu kỹ địa hình, tự tính toán, tự dẫn dắt
tự đến khu vực mục tiêu, tự tìm mục tiêu, tự đánh và tự về. Đấy là một cái giải pháp đã được chứng minh trong những chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ từ miền Nam ra miền Bắc. Cái vấn đề là phi công phải tự tính toán được và nắm rất chắc cái địa tiêu ở trên khu vực hoạt động chiến đấu của mình, để khi cái khả năng dẫn dắt ở dưới mặt đất hạn chế thì anh vẫn có thể đến được khu vực mục tiêu, tự tìm kiếm mục tiêu, tự vào tiếp cận công kích, song bằng những cái kiến thức dẫn đường cơ bản, tính toán để vào công kích và thực hiện nhiệm vụ và rút về một cách an toàn. Thế đấy là cái bài toán mà chúng tôi đang hướng tới để luyện tập cho phi công giải quyết cái vấn đề dẫn đường ở trên không. Và đây cũng là cái giải pháp mà chúng ta cần phải nghiên cứu sâu để khi có chiến tranh xảy ra, tác chiến điện tử mạnh chế áp toàn bộ cái hệ thống chỉ huy của chúng ta, chế áp cái hệ thống vũ khí của chúng ta, thì chúng ta giải quyết nó. Đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi cũng luôn luôn hướng tới trong công tác huấn luyện cho phi công và các thành phần bảo đảm, làm sao được trang bị loại vũ khí nào, máy bay nào, chúng tôi cũng cố gắng phát huy hết cái tính năng của các loại vũ khí máy bay đó trong mọi điều kiện, kể cả tác chiến điện tử mạnh, làm sao mà hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ của trên giao. Tổ chức lên lớp học tập cho phi công về những nội dung về chiến tranh công nghệ cao, về tác chiến điện tử của địch, và học tập về các cái trang bị về phương tiện tác chiến điện tử của ta, học tập về các loại máy bay, khả năng, tính năng các loại máy bay của ta, của địch, để tìm ra những điểm yếu của máy bay địch, những điểm mạnh của máy bay ta, các cái phương pháp khắc chế tác dụng của tác chiến điện tử của địch, các cái phương pháp cơ động, vòng tránh, vân vân, sử dụng các cái bài bay, các cái thuật bay để khắc chế các cái nội dung đó để hoàn thành nhiệm vụ. Và ngoài ra là cũng luôn luôn rèn luyện cho phi công ý thức trong mọi công tác, từ chuẩn bị bay đến quá trình thực hiện nhiệm vụ đến và tất cả các thành phần khác, kể cả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn phải đảm bảo tính bí mật, an toàn, ngụy trang, sơ tán, phân tán đúng theo các cái yêu cầu và đảm bảo yếu tố chiến thuật trong phòng tránh tác chiến điện tử của địch. Sư đoàn đã xây dựng các kế hoạch, đề ra nhiều chủ trương biện pháp để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trên tất cả các mặt. Đồng thời, sư đoàn đã chỉ đạo và trung đoàn tổ chức huấn luyện cho phi công tổ bay đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ và lựa chọn những phi công có trình độ bay tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và sẵn sàng thực hiện xử lý tốt các cái tình huống cả mặt đất và trên không. Và căn cứ vào kết quả công tác chuẩn bị và kiểm tra của sư đoàn và đưa các đồng chí đi thực hiện các nhiệm vụ ở sân bay mới, thì chúng tôi đã có cái kết quả kiểm tra đảm bảo được cái mục đích yêu cầu. Tất cả các phi công, thành viên tổ bay và thành phần bảo đảm đã đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho cái nhiệm vụ bắn ném bom đạn thật. Ở hội thao năm nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị không quân toàn quân đã phát huy cao độ trách nhiệm cá nhân, tự nghiên cứu chuẩn bị các yếu lĩnh động tác, kỹ thuật, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra trong chuyến bay. Chỉ huy, điều hành ban bay nhịp nhàng, đúng kế hoạch. Phi công tổ bay luôn quý trọng từng chuyến bay, giờ bay bắn ném bom, nắm chắc địa hình sân bay, chấp hành đúng quy chế hội thao, quy chế sân bay, quy chế trường bắn, điều khiển linh hoạt, sử dụng thành thạo trang thiết bị buồng lái, quyết tâm cao tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, quả bom đầu tiên. Đã bắn là trúng, tuyệt đối không mang hỏng hóc lên không. Bảo đảm cho các loại máy bay, vũ khí, trang bị có độ tin cậy cao nhất. Năm nay thì quân chủng chỉ đạo hội thao dẫn đường đánh chặn bằng mắt cho phi công và chỉ huy bay, kết hợp với diễn tập bắn ném bom đạn thật. Đây là một nội dung mới. Ưu điểm một là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cho đội ngũ phi công và chỉ huy bay. Cái thứ hai là nâng cao trình độ cho phi công và tổ bay trong quá trình tác nghiệp. Cái thứ ba là kiểm tra khả năng bảo đảm của các thành phần, từ kỹ thuật hàng không đến hậu cần, kỹ thuật sân bay, thông tin, trong điều kiện là cơ sở vật chất bảo đảm rất là nhiều. Đấy, như các đồng chí đã quan sát thấy là tất cả các chuyến đánh chặn của phi công bằng khí tài, bằng mắt và đánh chặn tốc độ nhỏ đó có thấp đều phát hiện ở cự ly rất xa. Cái điểm mới hội thao thì cái đánh chặn mục tiêu tốc độ nhỏ có thấp ấy, năm nay rất thành công, vì chúng tôi chọn hai mục tiêu để cho phi công phản ứng đánh chặn.
mục tiêu nhất là trực thăng và mục tiêu thứ hai là máy bay cánh bằng DC-6 của quân chủng hải quân. Thì mỗi cái loại mục tiêu nó có cái tính chất và tốc độ khác nhau. Tuy nhiên là các phi công phản lực chúng tôi đều đánh chặn rất tốt. Và cái cuộc diễn tập này chúng tôi đánh giá là thành công tốt đẹp. 100% các kíp chiến đấu là đạt giỏi và xuất sắc. Năm nay chúng tôi có mấy cái nó đặc thù khác các năm trước. Là thứ nhất là tôi tổ chức cái hội thao dẫn đường và bắn bom đạn thật đấy là cho các lượng không quân toàn quân. Thứ hai là chúng tôi lựa chọn tất cả các đồng chí phi công có giờ bay ít, chưa có nhiều trình độ kinh nghiệm trong chiến đấu, trong huấn luyện để chúng tôi tổ chức huấn luyện để cho các đồng chí thực hành các nhiệm vụ này. Từ đó chúng tôi rút kinh nghiệm để bổ túc rèn luyện các đồng chí có bản lĩnh chính trị, trình độ thao tác chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Và năm nay tôi đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối. Có được kết quả đó, ngoài trung sức của đội ngũ chỉ huy bay, những sĩ quan dẫn đường tinh nhuệ, những phi công dày dặn kinh nghiệm, thì ở hội thao năm nay còn có sự đóng góp của những người trẻ lần đầu tiên tham dự sự kiện này. Năm nay thì tôi cũng được tham dự hội thao dẫn đường bắn ném bom đạn thật lần đầu tiên do quân chủng tổ chức. Được sự tin tưởng của cấp trên thì tôi được nhận nhiệm vụ là bay chặn kích bằng radar, sau đó thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hai là chặn kích mục tiêu trên không bằng mắt, độ cao trung bình trên biển. Chuyến bay hội thao của tôi là đảm bảo kết quả tốt, tôi bắt được và tiêu diệt được mục tiêu trên không theo đúng ý định của chỉ huy bay, dẫn đường và phi công. Lần đầu tiên chúng tôi từ giáo viên lẫn phi công là cơ động đến sân bay Thọ Xuân thực hiện nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên đối với một sân bay lạ, nhưng tôi đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ đối với hai chuyến bay, cả đánh chặn tốc độ nhỏ và đánh chặn mục tiêu trên không phát hiện bằng mắt ở độ cao trung không, thì cứ đi chúng tôi phát hiện là tương đối là xa, và đặc biệt là đối với hệ thống radar trên máy bay của chúng tôi thì phát hiện mục tiêu cự ly 90 đến 100 cây, như thế là rất là tốt và chúng tôi rất là vui. Như hôm nay đối với thời tiết này nhưng mà ở độ cao 3.000 đấy, chúng tôi vẫn chặn được mục tiêu ở cự ly 30 cây, như thế là rất là xuất sắc. Lần đầu tiên được tham gia hội thao dẫn đường thì bản thân tôi cảm giác rất là vinh dự khi được tham gia hội thao lần này và cũng rất là tự tin, là vì đã có công tác chuẩn bị và đã được học tập và được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, cho nên là tôi rất là quyết tâm để đạt giải cao nhất trong kỳ thi lần này. Quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được thể hiện rõ nét trong hoạt động huấn luyện, rèn luyện thường xuyên của lực lượng không quân. Đặc biệt, ở hội thao này, tinh thần ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Người chiến sĩ không quân nhân dân Việt Nam thời kỳ mới đã rèn cho mình một tâm thế mới để vững vàng tiến về phía trước. Tôi và các học trò cũng như là đồng đội đã chuẩn bị rất là tốt mọi mặt, từ kiến thức, rồi chuyên môn và các cái bài bay liên quan là chúng tôi đã được bay tập ở trong kia. Đặc biệt là cái công tác dẫn đường như ngày hôm nay, đối với những thời tiết mà nó mù như này thì công tác dẫn đường nó rất là quan trọng, đặc biệt là đối với cái sân bay mới. Lần đầu tiên chúng tôi bay ở Thọ Xuân, nhưng bằng cái sự hiểu biết và không học tập thì tôi và các đồng chí đồng đội của tôi đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Cái nghị quyết của quân chủng cũng đã đề ra rồi. Quân chủng phòng không quân là tiến thẳng lên hiện đại. Chính vì lý do đó mà chúng tôi cũng như là anh em phi công của đơn vị là thường xuyên học tập, nâng cao về mọi mặt, đặc biệt là công nghệ tác chiến điện tử thời buổi hiện nay. Chính vì thế mà chúng tôi sẵn sàng trau dồi kiến thức và làm tốt các nhiệm vụ để không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ, và sẵn sàng cất cánh thực hiện mọi nhiệm vụ khi có lệnh của trên. Qua buổi thực hành ngày hôm qua thì bản thân tôi cũng được học hỏi, giao lưu ở các phi công kỳ cựu của trung đoàn mình và các phi công đơn vị bạn cũng như các loại máy bay khác, thì bản thân tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và hy vọng là trình độ sẽ được nâng cao và vững tin hơn trong quá trình bay và trực ban bảo vệ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
kết quả của hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân và bắn ném bom đạn thật cho lực lượng không quân năm 2023 đã cho thấy được tầm nhìn của Đảng bộ Quân chủng Phòng không Không quân và chỉ huy các cấp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Con người luôn đặt ở vị trí trung tâm để giáo dục, rèn luyện nâng tầm về tư duy nhận thức, trình độ, năng lực chuyên môn sâu và khả năng chiến đấu trong điều kiện mới. Muốn phát triển vũ khí mới thì đầu tiên chúng tôi phải xây dựng con người. Yếu tố quyết định cho thắng lợi bao giờ cũng là con người, và tất cả các loại vũ khí trang bị hiện đại có tốt và làm ra kết quả đến đâu thì cũng là cái sản phẩm của con người, và khi chúng ta làm chủ được nó, tìm hiểu được nó, chúng ta sẽ có những cái phương thức để khắc chế những cái của địch, phát huy những cái điểm mạnh của ta để hoàn thành nhiệm vụ. Với truyền thống lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh, thì chúng ta phải biết thời điểm nào sử dụng loại vũ khí gì, tính năng, kỹ chiến thuật của loại vũ khí đó ra làm sao. Thế thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái yếu tố là nắm, hiểu, khai thác sử dụng vũ khí hiện đại cho nó tốt. Hai cái yếu tố giữa kết hợp truyền thống và hiện đại, nhưng với cái sự sáng tạo của con người Việt Nam trong từng trận chiến đấu, trong từng chiến dịch thì mới phát huy được hết cái hiệu quả và tính năng của các loại vũ khí, cũng như là cái ý chí, cái nghị lực của con người Việt Nam để làm sao trong từng trận chiến đấu thì chúng ta luôn luôn giành được cái thắng lợi. Con người, vũ khí trang bị, nghệ thuật tác chiến là những yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh của quân đội. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có quan điểm rất rõ ràng. Con người là yếu tố quyết định, vũ khí trang bị kỹ thuật là yếu tố quan trọng. Quân đội lấy cán bộ chiến sĩ làm gốc của mọi thắng lợi, đồng thời phải không ngừng nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng ngày nay, quan điểm của Đại tướng về con người và vũ khí trang bị luôn mang giá trị trên cả hai phương diện, lý luận và thực tiễn. Trong tương lai, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức, những loại vũ khí công nghệ và hình thái chiến tranh mới. Vì thế, chiến tranh càng hiện đại, vũ khí càng tối tân thì càng đòi hỏi chất lượng cao và toàn diện ở con người. Tức là con người vẫn là nhân tố giữ vai trò quyết định. Vì thế, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội trước hết phải tập trung hiện đại hóa nhân tố con người, chính là nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng những yêu cầu của cuộc chiến tranh hiện đại. Việc tổ chức hội thao, diễn tập sát thực tế để nâng cao trình độ năng lực, bản lĩnh chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến và rèn luyện phẩm chất toàn diện cho bộ đội không quân đã cho thấy Quân chủng Phòng không Không quân đang thực hiện chuẩn xác từng bước trong lộ trình tiến thẳng lên hiện đại bằng việc không ngừng giáo dục rèn luyện để tạo nên những chiến sĩ Phòng không Không quân ưu tú, đủ bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng tác chiến trong mọi điều kiện.